Thì về công việc thì chú có một công ty cổ phần nó nhỏ, mình là phụ trách cái công ty đó. Thì công ty đó thì công việc thì nó nhiều cái chức năng lắm, kinh doanh nông hải sản rồi bất động sản rồi đầu tư trường học đấy. Công ty của chú nằm ở đâu? Công ty thì nằm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi chi nhánh ở Ninh Thuận, làm cái trường học ở đó. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay mấy anh em cũng chia sẻ đến cô chú anh chị một câu chuyện cũng rất là thú vị, đặc biệt là một chú cú 70 lên nhờ anh em tìm kiếm một nửa yêu thương. Cái điều kiện của chú đưa ra cũng rất là đặc biệt thú vị. Thì như thế nào, đặc biệt ra sao thì mời cô chú anh chị xem hết video để biết thêm thông tin. Rồi mấy anh em cũng gửi lời đến với bà cô chú anh chị, nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn, ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, ai muốn kết nối tình duyên một nửa yêu thương của mình thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình, mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình, miễn phí. Rồi ở đây mấy anh em chào chú ha. Rồi trước hết thì chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi rồi mà ở. Cũng xin chào các em là những người mà nối cái tình yêu thương cho cộng đồng, và xin chào tất cả các anh em bè bạn đang xem chương trình của chúng ta. Chúc các bạn là mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Tôi ấy, là tên là Quách Chí Hùng, năm nay tôi 66 tuổi. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. 66 tuổi quá trẻ. Tôi hiện thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện À, tại hiện trạng hôn nhân đó thì là ly dị vợ năm 2010. Thì gia đình chỉ có hai cháu. Một cháu trai là năm nay 43 tuổi rồi. Và có hai cháu nội thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn một cháu gái thì năm nay là 40 tuổi, thì định cư ở Mỹ, thì có hai cháu ngoại bên đó. Thì hiện nay là bản thân là đang sống độc thân. Rồi, hiện tại chú đang làm công việc gì? Thì về công việc thì chú có một công ty cổ phần nó nhỏ, mình là phụ trách cái công ty đó. Thì công ty đó thì công việc thì nó nhiều cái chức năng lắm, kinh doanh nông hải sản rồi bất động sản rồi đầu tư trường học đấy. Công ty của chú nằm ở đâu? Công ty thì nằm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi chi nhánh ở Ninh Thuận, làm cái trường học ở đó, Công ty cũng rộng rãi quá nhỏ nhỏ thôi ha. so với lưới làm ăn sau này thì là nhỏ. Giờ chú trong cái công ty đó, chú chức vụ gì, giám đốc hả? Giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị. Chô bộ, quá đã luôn. Thế công ty vẫn hoạt động ngon lành hết chứ ha? Nói chung là về hoạt động thì công ty cũng hoạt động bình thường đấy. Thế thì cũng tính ra thì bà xã mà còn sống á, thì cũng đang để cái anh nào đi trước đi đi, nhưng mà bà thì bị mất cách đây 5 năm rồi. Thế cho nên mình thấy hiện nay thì các con cái thì nó ở xa, mình ở chung thì không ở được. Thế ông muốn có một cái máy ấm riêng, những cái lúc mà bình thường khỏe thì anh em sinh hoạt thì không sao, nhưng mà khi về nhà có nhức đầu sổ mũi hay cái gì đó thì cũng cần có người bên cạnh đấy. Thế thì hiện nay ông tìm một người để mà sống những ngày còn lại. Thì từ hồi bà xã mất rồi tới bây giờ thì chú có tìm hiểu cô nào chị nào không? Nói chung thế này là cái công việc nó cuốn hút quá, thế thì mối thì cũng có nhưng mà nó cũng không phù hợp.
Rồi. Thế thì mình đi làm thì cũng có những cái trường học mà nó ở xa các thứ thì cũng có cô giáo là 35, 37 rồi các thứ, nhưng mà cái đó thì ít tuổi quá, nó không phù hợp. Chứ chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng nhiều người, nhiều chị theo chú lắm chứ. À, tất nhiên cái đó thì ta không thì được là thôi. Thì đó thì cũng có trong vấn đề giao lưu các doanh nghiệp với nhau, thì việc các doanh nghiệp nữ nhiều lắm. Đấy, thì cũng có, nhưng mà cũng chỉ là trong cái tình bạn rồi vui với nhau thôi, chứ chưa không có ý định là tiến tới. Rồi bây giờ chú muốn độ tuổi bao nhiêu nè nữa thưa của mình á? Cái độ tuổi gì của chú thì phải trên 45. Đúng rồi. 50, trên 45. Trên 45 đến 50. 55 được. 55. Không cần trẻ đâu. Thế thì những cái tuổi đó thì cái sức khỏe rồi tự chăm sóc thì nó hài hòa với nhau theo tuổi mình. Thế bây giờ mình có cần một nửa thương của mình là phải kinh doanh buôn bán giỏi giang thành đạt, hay là chỉ là một người bình thường làm công nhân bình thường hả chú? Nói chung thì cũng không cần để hết đâu. Chỉ cần tức là mình làm sao mà cái trường người ta có công việc thì người ta kèm người ta, thì lúc mà họ cảm thấy mà họ muốn đi làm cứ đi, còn muốn nghỉ thì tùy thế thôi, nhưng chúng ta không nhất thiết. Ví dụ bây giờ cái chị đó học với chú đi thì muốn về thì sống chung, mình muốn mở ra cái gì buôn bán kinh doanh thì chú có tạo điều kiện được không? Cái chuyện đó thì cũng được thôi, tùy theo, bởi vì là cũng phải theo, nếu mà cái năng khiếu cái kinh nghiệm người ta có thì nó dễ thôi. Có chị nào mà vô làm trong cái công ty chú được không? Chú đào tạo được không? Cái công ty chú thì dễ làm không? Nói chung vào công ty thì cái nghiệp vụ thì có. Dạ. Cái nghiệp vụ cái rất là quan trọng. Thế thì cũng phải tùy. Nếu mà bằng cấp mà tương xứng thì được thôi. Dạ. Còn được thì thôi cứ mở ra buôn bán nhỏ lẻ hoài cũng được chứ ha. Đúng rồi, miễn sao thì người ta vui vẻ. Cái lợi nhuận thì là mức độ thôi, cho người ta tạo cái công việc cho người ta vui vẻ thôi. Thế là tính tình một nửa thương chú thích nhất là sao nè? Về cái nữ yêu thương á, dạ. thì mình muốn tức là làm sao thì cô là cái thứ nhất là cũng rạch ròi, là đã ly dị, hai là ví dụ như chồng mất thì về vấn đề là con cái trường đạo ổn định, và thương yêu đùm bọc với nhau, cái đó là quan trọng. Cái lúc mà tuổi già thì chỉ cần cái đó thôi, đùm bọc với nhau. Mình có cần mà ở khu vực nào hay là ở đâu cũng được chứ ha? Nói chung thì ở đâu cũng được, mình không biết sao hợp được ha. Bây giờ chú ra chia sẻ về tính tình mình tí xíu nè, tính tình chú làm sao? Tính của mình là thế này, tức là cũng hơi nóng tính chút. Nóng tính. Nhưng mà nói chung là trong cái vấn đề công việc kinh doanh thì nóng, mình vẫn có sự tức là về kiên định và trường mực nhất định. Cái nóng tính gì đâu có làm doanh nghiệp được. Đúng rồi. Nóng thì ai cũng nóng. Nóng thì có chừng nóng mực. Đúng rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị thì quản lý biết bao nhiêu người thì mình cũng phải có chừng nóng mực chứ ha. Đúng rồi. Nhưng mà nóng là những cái khi ví dụ như ta là bạn bè mà đang vui vẻ nhậu nhau, cứ điện thoại rồi bố dục rồi tới liên tục, phải về ngay, về mê em ngay đúng lúc đấy thì cái đó mình sẽ không thấy được. Dạ. Thì nó tạo ra cái cấn làm ăn thì nhậu thì có lúc có chừng nó mệt, nhưng mà về thì phải gia đình này kia đâu phải lo chứ. Cái đó nó thuộc về trách nhiệm mà. Dạ. Thì mình có gia trưởng gì không, khó tính gì không chú? Nói chung về phía tôi thì cái này, tức là tôi là một cái trưởng họ. Dạ. Trường họ cho nên là có cái nhà thờ riêng. Dạ. Rồi cái nhà riêng ở ngoài kia. Thế thì cái việc mà cúng với thờ phụng ông bà tổ tiên thì nó cũng rất là quan trọng. Là cái nhà cúng thờ phụng là ở ngoài Bắc hả? Đúng rồi. Dạ. Nhà đó ngoài đó giờ ai ở chứ? Nên đang nhờ người ta trông coi. Nhà thờ mình vẫn giao cho các vai phía dưới và các chú các em trông coi. Rồi cái nhà riêng mình cái đóng cửa đấy, đưa chìa khóa thỉnh thoảng. Nhà riêng thì chú ở đâu?
Không, cái nhà cũng ở ngoài đó, cái nhà gần nhà thờ đó. Còn hiện tại chú đang sinh sống ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn à? Dạ. Chọn nhiều nhà vậy. Không thì nói chung cái nhà thì nó đơn giản mà. Quá đã. Bây giờ chú lên đây. Chú nay 66, tướng tá phong độ ha. Chú cao nhiêu, cân nặng nhiêu nè? Cao thì 1m75. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Mà cân nặng thì nay chắc còn khoảng 70-71 được thôi. Quá chuẩn. Hồi xưa thì có tới 75-76. Nhưng qua cái mùa Covid thì nó xuống khoảng 5kg. Rồi hôm nay chú lên chương trình nè, con mình biết không? Khi mình lên chương trình mình có bàn với con gì không? Có nói chuyện với con về việc chú tìm một nửa thương của chú không? Nói chung thế này, thế là cái kỳ mà mình ly dị á. Mới ly dị thì các con nó chắc là ông cũng ngắm nghĩa ai để ông ly dị ông lấy thôi nha. Còn cái lúc mà bà vợ chú còn sống là chú không có tính cái chuyện là đi bước nữa. Mà cứ để cho cô, nếu cô đi thì mình đi, không thì mình ở vậy thôi. Nhưng mà từ hồi cô mất rồi, mấy năm nay là thì con cái nó bảo tôi thì chỉ cả bà già chú cũng nói là ông con phải kiếm mấy người mà nhưng mà sớm hôn có nhau rồi có những lúc mà xoa dầu xoa uống thuốc rồi nước nấu cháo thì kể cả gia đình ai cũng muốn như vậy. Chú chờ vợ bà xã đi bước nữa chú mới đi, mà lúc đó bà xã có đi bước nữa không? Không, bà không đi. Không thì bà còn nghĩ sống con gái bên đó. Xong rồi bà bệnh tim rồi về để mất. Rồi giờ con gái chú bên Mỹ hả? Nó bên Mỹ. Định cư bên đó. Chú mấy người con? Có hai thôi. Một người ở đây hả? Cái người con trai thì năm nay 43 tuổi, anh ấy cũng doanh nghiệp ở đây. Doanh nghiệp luôn. Con cái thành đạt hết rồi. Giờ tìm một nửa thương của mình thì khỏe rồi. Đúng rồi, cái tên đấy thì cũng chỉ thiếu vắng cái đó thôi. Chứ nói với các em đi nhiều lúc ra đi ban ngày mình làm việc tối về con mình là phòng cũng buồn, nhất là cái lúc mà nhức đầu không ăn cái gì đó, lúc đó mới cần người chăm sóc. Cơm nước rồi nhà cửa này là chú làm luôn ha, hay là chú thuê người giúp việc? Cái đó thì có các cháu ở văn phòng công ty nó lo quá khỏe. Giờ tìm một nửa thương của mình nữa thì quá tuyệt chứ ha. Rồi chú xin chương trình tụi con lâu chưa? Chương trình của Tuấn Vĩ với của Thành Nguyên thì xem lâu rồi. Riêng cái chương trình của các em thì mới xem cách đây khoảng mấy tháng thôi. Mấy tháng mà quyết định lên luôn. Cái đi lên vì cái chỗ các em thì cái thứ nhất mình phải nói là qua những cái bài phỏng vấn với nữa thì tôi thấy nó cũng thực tế. Cái thứ hai là nó gần. Cái thứ hai là ngay bên Hòa đấy thì luôn đi lại nó gần. Tụi con có sao hỏi vậy thôi, không có dịch kế làm cái chương trình gì soạn thảo gì hết. Tụi con cũng như chú đó, hai chú cháu mình nghĩ sao nói vậy thôi. Người thật việc thật. Lý do mới tạo ra cái người thật việc thật mà nó cũng yên tâm. Chú lên chương trình chú có thông báo bạn bè gì biết không? Chú âm thầm chú đi thôi. Nói chung là cũng có ý định từ trước, cách đây mấy tháng anh cũng nói với chúng nó. Nhưng hôm nay thì đột xuất là đi trộm. Nhưng mà chương trình các em cứ quay liên tục thì nó coi nó biết không mà. Thế chú nhậu được nhiều không? Nói chung là trước đây thôi, chứ giờ có tuổi rồi thì cũng ít lắm. Thì có mình ngoại giao rồi có ấy rồi. Chứ nhậu lít thì không nhậu được, sức khỏe nó yếu rồi. Chứ hồi xưa thì nhậu được đấy. Từ giờ chú chủ tịch hội đồng quản trị thì chắc làm công việc mà phải có nhậu rồi. Có, giao dịch phải nhậu. Bây giờ nó đỡ nhiều rồi. Hồi xưa là mỗi lần ký lên bàn nhậu thôi. Còn bây giờ nó đỡ rồi. Vậy thì chú quản lý bao nhiêu nhân viên nè, nhiều không? Trong công ty mình á. Nói chung công ty thì cũng gói gọn có khoảng 50 thôi. Trời, vậy cũng ngon. Nhưng mà cái chủ yếu ví dụ mình xây dựng thì các nhà thầu là dưới quyền quản lý của mình. Ví dụ mình xây trường học thì
có những công ty thiết kế, công ty nhà thầu xây dựng các thứ thì chúng họ với nhiều, còn như mình quản lý thì không có. Bây giờ ví dụ như mình tìm được nửa thương của mình á, là giờ chú có tính dự tính là mình ở đâu không? Đi về ra ngoài Bắc hay là mình ở trong đây? Nói chung thế này này, cứ tìm hiểu, gặp nhau, trao đổi, thuận lợi như nào thì ấy thôi. Thuận lợi thì mình cũng hai nơi, ví dụ như thích ở đây thì cũng ở đây được, mà bay đi bay lại giữa ngoài kia nhà thờ thứ thì riêng cái nhà thờ là cứ phải 15-30 là phải có mặt. Trời. Rồi những ngày Tết thì sắp tới đây nữa này. Đi về về chứ. Thì máy bay bay nhanh quá. Cũng tốn tiền máy bay hàng tháng máy ơi, dạ. Cũng nhiều quá. Không kể nhiều nhà mình làm có kinh tế thì đi về về phải cúng chứ ha. Phải cúng. Không thì ví dụ như là ngày rằm thì mình có thể là gửi. Yeah. Gửi cho em đó, em ruột đó, nó là cúng kiến, còn 30 thì mình về, hoặc là tháng nó không về thì mình cứ gửi cũng được, không có đề gì. Nhưng mà tiết nhất là phải có, tiết nhất có mặt nè. Rồi hôm nay chú lên chương trình nè, chú có muốn lời nào gửi tới các cô chú anh chị, đặc biệt là mấy chị mấy cô đem sang chương trình để mà kết nối với chú nè. Thì tất cả những cái gì nói thì tôi đã trao đổi hết rồi. Thế thì cũng qua cái chương trình thì cũng bạn nào mà thấy phù hợp thì mình giao lưu, trao đổi điện thoại, tìm hiểu thế nào rồi mà tìm hiểu với nhau. Thì đi tới cái tiếng nói chung được. Thế thì trong này thì trước đây tôi xem thì tôi thấy cái cô Hà đó. Cái cô Hà cũng xe lửa số 1 đấy đó. Thì cũng đi chồng rồi. Các con thì ông lớn rồi. Cô Hà đó như là kinh doanh bất động sản này. Thì tôi không nắm được làm gì. Nhưng mà cái cô thì phù hợp. Thấy phù hợp. À, chứ thấy như sao, tính cách như sao, hay là về ngoại hình hay là sao? Về cái về phía cô thì cái đầu tiên mình thấy cái tiếng nói của cô là chân thật. Đấy, đang ở chung với chồng thì ông cứ nói là đang ở trong nhà với nhau. Thế về vấn đề con cái thì cũng thành đạt hết rồi. Tách riêng coi như là nhiệm vụ về của người cha, người mẹ, con cái là phương trưởng rồi là tốt rồi. Cái đó cơ bản. Còn cô đang kinh doanh gì đó thì cái vấn đề đó thì cái công việc của người ta cứ họ cứ tiến hành thôi. Rồi, hy vọng clip này đăng tải chia sẻ lên thì chị Hà xem được, thấy hợp tình hợp ý chú thì tụi con sẽ cho kết nối. Còn nếu mà mình không hợp với chị Hà thì cũng có thể là còn nhiều cô, nhiều chị khác nữa. Đúng rồi. Chú hợp tình hợp ý thì liên lạc với chương trình thì tụi con sẽ kết nối với chú. Đúng rồi, chú tìm hiểu sao nữa chú ha. Đúng rồi. Rồi, hôm nay chú U70, chú tịch hội đồng quản trị. Chú tên gì nhắc lại cho mấy cô biết nè. Dạ, tôi tên là Hùng. 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 Chủ tịch hội đồng quản trị, 60 mấy tuổi chứ ha? Tôi tên Hùng mà năm nay 66 tuổi. Dạ. 66 tuổi. Thế thì cùng gửi tới các bạn là những ai mà ví dụ như có quan tâm tới thì chúng ta cùng giao lưu để tìm hiểu với nhau. Dạ. Dạ. Để kết thúc chương trình này, tụi con cũng cảm ơn chú đã tin tưởng đội và lên đây nhờ anh em chia sẻ kết nối yêu thương của mình. Thì con chúc chú luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thì công ty mình luôn phát đạt, có tiền rất là nhiều, mau kiếm một nửa yêu thương như mong đợi chú ha. Cảm ơn các em. Dạ. Rồi em cũng bên phía chú thì cũng có lời là chúc các em là trong công việc của mình. Rồi gửi tới gia đình các em lời chúc sức khỏe, cùng chuẩn bị sang năm mới rồi. Thì chúc các em là và gia đình là sang năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Rồi chúc chương trình các em là coi như là lan tỏa và giúp đỡ được nhiều người trong cộng đồng người Việt ở trong nước và ngoài nước. Và chúc những bạn đang xem chương trình đây, cộng đồng trên mạng là trong và ngoài nước một cái sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi, cảm ơn chú. Thì hôm nay chú lên chú chia sẻ những thông tin của chú là đúng sự thật. Chú các chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chiếc pháp luật khi lời nói của mình hả chú ha? Đúng rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước những cái mà tôi đã
trình bày trong cái tờ là nói thôi. Rồi hôm nay chú có cho anh em sử dụng hình ảnh và chia sẻ lên các mạng xã hội tìm kiếm một nữ yêu thương của mình, là chú có đồng ý không ạ? Chú đồng ý hoàn toàn. Dạ, cảm kết là không gửi xuống chú ha. À đúng rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi trước khi kết thúc chương trình thì anh em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng câu chuyện ngày hôm nay. Hãy để lại bình luận và góp ý kiến. Hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để sẽ được đón những video tiếp theo. Một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Xin chào.